cách chuyển số phức sang dạng lượng giác bằng máy tính cực hay. Trước tiên chúng ta cần chú ý về cú pháp. Và thứ hai là cần nhớ dạng lượng giác của số phức z bằng a cộng ba là z bằng r nhân cho tổng cos phi cộng y sin phi. Để giải được câu này thì trước tiên chúng ta cài máy tính về chế độ số phức bằng cách nhấn menu 2. Sau đó nhập trừ 1 cộng y vào máy tính, trừ 1 cộng cho y. Sau đó nhấn option, nhấn mũi tên đi xuống, nhấn vào số 1, ấn bàn thì được là r là căn 2 và phi là 3π/4. Đáp án đúng ở đây chính là đáp án D.